Em Mai xin kính chào cô chú anh chị cùng các em. Em Mai đang có mặt tại đường Lưu Chí Hiếu. Đây là công viên D9. Bên kia là đường D9 cả nhà. Đường D9, đường Lưu Chí Hiếu song song với nhau, ở giữa là công viên D9. Và hôm nay em Mai cần review một cái bất động sản mặt tiền đường Lưu Chí Hiếu này. Mời cả nhà mình nhìn ngắm cái mặt tiền đường, mặt tiền của cái bất động sản ngày hôm nay giáp với đường Lưu Chí Hiếu ha cả nhà ha. Bất động sản này trước đây là một cái tòa nhà chuyên là tổ chức sự kiện và tổ chức tiệc cưới. Cái bất động sản này có mặt tiền đường là 20,5 m, bắt đầu từ ranh giới này nè. Bắt đầu từ ranh giới này kéo lên là 20,5 m ha. Có chiều sâu là 50 m. Rồi, mời cả nhà mình nhìn ngắm cái mặt tiền ha. Đường như thế này. Nếu như mình đi ở cái đường Lưu Chí Hiếu này á, đi ra khoảng 150 m thôi sẽ giao với cái đường là đường Tây Thạnh. Đường này rất là lớn ha. Ở ngay cái ngã tư này á thì có Vietcombank Tây Thạnh, cây xăng Tây Thạnh, Techcombank, một số cái ngân hàng nằm ở khúc ngã tư này. Còn nếu như mình đi tiếp á, từ đường Lưu Chí Hiếu này á, đi tới khoảng 200 m nữa thì mình sẽ giao với khu công nghiệp Tân Bình và chung cư Tây Thạnh ha. Đó là về phía bên tay trái em Mai. Nếu mình đi nữa thì mình có ra gặp quốc lộ 1A ha. Đường này Lưu Chí Hiếu đi tới khoảng 150 m thôi thì sẽ giao với đường Chế Lan Viên. Ở cái khu vực này á thì có trường đại học, một số trường đại học và một cái khu trường đó là trường đại học công nghiệp thực phẩm ha. Em Mai mời cả nhà mình tham quan cái bất động sản ngày hôm nay. Khu vực này là đông đúc thôi cả nhà ha. Mặt tiền đường Lưu Chí Hiếu, mặt tiền đường D9, ở giữa là công viên D9. Sau khi mình nhìn ngắm cái mặt tiền của bất động sản cần bán á, thì mình vào bên trong. Ngang 20,5 m, sâu là 50 m. Đây là một cái trạm điện 3 pha 320 kVA để phục vụ cho việc kinh doanh của mình. Sân này á, thì mình thường là ít đậu xe hơi, tại vì nhà này á, là có một tầng hầm với 5 tầng. Đây, mình nhìn ngắm một lần từ bên mặt tiền ha. Rồi bên này nè, bên này là một cái nhà khu văn phòng, một trệt một lầu, đây khu văn phòng. Ở đây là khu tầng hầm, dùng cho việc đậu xe. Dưới này có thang máy, thang bộ và máy phát điện. Và đây là khu vực sảnh, sảnh chính dùng để đãi tiệc ở đây. Một tầng hầm, 5 tầng lầu. Mình đi xuống, mình đi lên tầng thứ nhất ha. Diện tích đất là 996 m², đất là đất ở đô thị. Ở phía trước sảnh là được bố trí hai thang máy như thế này. Hai thang máy như thế này là cả nhà, để phục vụ cho việc di chuyển của khách. Rồi, sau khi mình xem mặt tiền rồi, và đây có hai thang máy rồi, mời cả nhà mình vào bên trong ha. Bên trong của tầng 1 của tòa nhà là thiết kế chống thông suốt như thế này. Từ trái sang phải thì cả nhà mình nhìn ngắm những cây cột, đèn, rồi máy lạnh trung tâm và một sân khấu ở giữa. Nó tầng 1 của ngôi nhà là trống thông suốt như thế. Mình đã đi qua tầng 1 rồi, bây giờ là mình đi tầng 2 ha. Ở đây thì coi thang bộ ở giữa thì có hai thang máy, thiết kế tầng 2 như thế này. Trên đây cũng là một cái sảnh để tiệc cưới, trống thông suốt. Mời cả nhà nhìn từ trái qua phải ha. Một số máy lạnh trung tâm đã gỡ đi cho nên là trần đang bị khuyết ở trên trần. Đèn chùm, rồi sân khấu ở giữa.
Mình đang lên khu vực tầng 3 của tòa nhà. Tổng diện tích là 996 mét vuông, sổ riêng, đất ở tại lô thị. Một tầng hầm, 5 tầng lầu. 969 mét vuông, sổ riêng, đất ở tại đô thị. Và công trình trên đất là một tòa nhà, một tầng hầm, 5 tầng lầu, có hoàn công trên sổ. Có một cái nhà, một trệt, hai lầu. Có một cái nhà văn phòng riêng. Kết cấu của nó là sàn nền thì bê tông, tường gạch. Lầu 3, tầng 3 thì cũng như tầng 1, tầng 2 cũng thiết kế trống thông suốt, một sân khấu ở giữa. Rồi, mặt tiền ngang là 20,5 mét và chiều sâu là 50 mét. Đất hình chữ nhật đẹp. Công trình trên đất là có hoàn công trên sổ. Hồi nãy giờ là tầng 1, tầng 2, tầng 3 là mình đã đi xem cái sảnh trống, thiết kế trống thông suốt rồi. Thì tầng 4 em mai quay cái nhà vệ sinh ha. Đây là vệ sinh nữ, còn bên đây là vệ sinh nam. Thì hai khu vệ sinh riêng biệt, sạch sẽ, còn sử dụng tốt. Đây là tầng 4 của căn nhà. Tòa nhà này là có hoàn công trên sổ. Rồi tầng 4 trống thông suốt thì mình cũng nhìn qua cái là được. Trống thông suốt như thế này nè. Khu vực tầng số 5 của tòa nhà, sau khi đi thang máy lên thì ở đây được bố trí những cái phòng kỹ thuật rồi phòng bếp ở cả nhà. Đây là phòng trống thứ nhất. Sẵn ở đây mình nhìn tổng quan từ trên lầu xuống đi để coi xem cái khu dân cư xung quanh ha. Đây, ở vị trí tầng số 5 của tòa nhà thì nhìn được tổng quan như sau. Đây là con đường trước nhà, trước cái mà cái bất động sản này, hai con đường song song. Rồi á là ở giữa là công viên D chính. Đường Lưu Chí Hiếu, đường D chính và công viên D chính. Rồi bây giờ mình tham quan sơ cái khu vực bếp ha. Trước nhà có công viên đê chính cho nên là nó được thoáng mát ha. À, đường Lưu Chí Hiếu có mở rộng nha cả nhà. Đây là một số phòng, anh ta thấy là phòng kỹ thuật, phòng thay đồ sao làm cao dữ vậy ta, phòng nhân sự, phòng kế toán. Nói chung là ở trên đây được bố trí là khoảng 5 6 phòng, 6 phòng nhỏ. Cái này thì mình có thể là để cho nhân viên ở, thay đồ, phục vụ cho nhân viên, phục vụ rồi bếp vào đây. 5 phòng để cho nhân viên sử dụng, và vào bên trong là khu vực bếp, khu vực chế biến món ăn và rang món. Những cái khu nhỏ riêng như thế này là những cái khu mà nấu rửa, còn cái khu ở giữa này thì để rang món ăn ha. Có cái quạt thông gió sẽ không bị hút mùi bí mùi ha. Ở đây là khu vực sân thượng của tòa nhà. Hiện tại là sân thượng thì để trống thôi, để làm sân phơi. Đứng ở trên sân thượng thì nhìn cảnh quan xung quanh, mình có thể nhìn thấy sân bay Tân Sơn Nhất nè. Đó, khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, các tòa nhà cao tầng chọc trời, đông kính và đen ngẹt luôn. Sau khi mình đi hết cái phần là tầng số 5 và sân thượng của tòa nhà rồi thì em Mai sẽ đi xuống tầng hầm và cái căn nhà một trệt hai lầu cũng như một cái nhà văn phòng phía trước nữa ha. Đây là cái khu vực ở dưới tầng hầm của tòa nhà ha cả nhà ha. Bên này có một cái cầu thang bộ để đi lên tầng 1 của căn nhà. Đây là khu vực tầng hầm. Bên tay phải em Mai là có một cái thang máy để khi mà khách đậu xe ở cái khu vực tầng hầm này có thể di chuyển bằng thang máy để đi lên tầng 1. Ở đây có hệ thống phòng cháy chữa cháy. Đây, hệ thống phòng cháy chữa cháy. Hệ thống điện được bố trí dưới tầng hầm. Ở bên kia là có máy phát điện. Đây, máy phát điện ở đằng bên đó. Rồi bây giờ là ở khu vực tầng hầm mà bên tay phải á, thì có một cái lối lên. Lối lên này thì bên tay trái là cái khu vực nhà văn phòng để giống như là mình nhận đặt tiệc đồ đó cả nhà. Bên đây là văn phòng, còn bên đây là một cái nhà ở như một cái biệt thự.
Mình tham quan cái nhà mà bên này trước ha. Đây là mặt tiền nhà nè, phía trước được ốp đá, cửa gỗ. Tổng quan ở đây có một cái mái che thì mưa xuống là không có bị ướt sân ha. Mời cả nhà mình tham quan sơ ở cái chỗ cái nhà này. Cái nhà này thì mình có thể ở hoặc làm việc ở đây. Nhà này một trệt một lầu, mình nhìn từ bên trái qua bên phải cái ha. Rồi tổng quan ở dưới trệt dưới lầu này có như vậy. Mình coi hiện tại là nhà còn trống. Trong nhà trang trí cũng đẹp, nhà cũng còn mới, ở được thôi cả nhà. Đây là tầng tầng trệt của căn nhà, thì ở đây nó có nhà một trệt một lầu nữa, mình có thể đi lên đây để xem cái căn cái trên lầu ha. Nhà này là một trệt hai lầu, không phải một trệt một lầu nha cả nhà. Cầu thang gỗ lên ở lầu một của căn nhà thì có hai phòng bên đây, một phòng bên đây, là tổng cộng ba phòng. Nền nhà, tường nè, trần nè. Rồi mình qua phòng bên đây, cửa gỗ ha, cửa toàn bộ cửa gỗ hết. Rồi một cái phòng thứ ba, tất cả đều để trống. Nhà này trước đây là làm nhà hàng tiệc cưới bên kia, ở bên đây có thể là làm thêm phòng VIP được các kiểu. Phòng này có vệ sinh riêng. Bây giờ là mình lên lầu thứ hai, một trệt hai lầu một tum. Đây lầu thứ hai thì nó cũng thiết kế như bên kia ba phòng, lầu hai ba phòng, để lầu lầu một cũng ba phòng. Máy lạnh đã gỡ, trần còn mới, cái này chắc cũng mới sơn xe sơn sửa dán lại cho nên còn mới. Đây ở lầu hai cũng ba phòng, có vệ sinh riêng. Nhìn từ trái qua phải căn phòng này ha cả nhà, phòng này lớn. Đây có một phòng lớn bên đây nữa. Ôi nhiều phòng quá, quá chừng phòng luôn. Cái này chắc làm phòng làm nhà hàng được cả nhà. Làm nhà hàng thì mấy cái phòng như thế này mình có thể làm phòng VIP, phòng lạnh. Cửa thì thông ra phía trước để ban công nó mát. Ôi, trên đây thì chắc lâu không ai lên cho nên bụi bặm. Ở trên đây là cái tầng áp mái, khá bụi. Tầng áp mái có cửa phía sau. Cái này mình có thể làm sân phơi. Tầng áp mái cũng có mấy cái phòng rồi mấy cái vệ sinh. Cái này thì mình có thể làm nhà kho được cả nhà. Nhà này lợp ngói. Rồi, tổng quan lại của cái căn nhà, ở cái căn nhà này ở trong khuôn viên đất là một trệt hai lầu với một tầng áp mái. Mỗi tầng như thế có ba phòng ngủ, có ba vệ sinh, và tầng áp mái thì có hai vệ sinh cùng với là hai phòng nữa thì phù hợp làm nhà kho. Một cái nhà ở phía trước mặt tiền phù hợp làm cái nơi tiếp nhận tiệc hoặc là xử lý phía văn phòng, còn các phòng còn lại em Mai thấy thiết kế phù hợp giống như làm kiểu nhà hàng, có phòng lạnh thì rất là phù hợp ha, phòng nào cũng có vệ sinh riêng hết ha cả nhà ha. Sau khi mình xem tổng quan được một cái căn nhà một trệt hai lầu một tum này rồi á, thì bây giờ mình sẽ di chuyển qua cái phần cái kho cái nhà văn phòng phía trước ha. Nhà này thì mình có thể làm phòng đặt tiệc hay là nơi để khối văn phòng làm việc. Ở cuối nhà là khu vực vệ sinh, và đây là phía trước của căn nhà. Đây. Ở đây cũng được trang trí thạch cao vượt cấp, tầng cũng thạch cao vượt cấp.
Chiều ngang thì em mai ước lượng là khoảng 6 mét. Cái này thì mình có thể di chuyển, mình thay đổi cấu trúc được. Ngang 6, dài khoảng khoảng 12 cho cái nhà văn phòng này. Nếu như mình muốn rộng hơn hay là nhỏ hơn thì mình chỉ cần thay đổi cái phần khung là được ha. Cái này là mình thay đổi được. Phải có một cái lối cầu thang đi lên trên nữa. Anh Mai mời cả nhà mình lên trên ha. Lầu 1 của cái chỗ này á, thì cũng có một cái tầng trống thông suốt, phù hợp nhiều mục đích. Có một cái nhà vệ sinh. Nó trống thông suốt như thế này mình có thể rất là tiện để bố trí hoặc như là set up mọi thứ đều được ha. Rộng, trống, thông suốt, có nhà vệ sinh riêng. Ok. Tới đây thì em Mai xin kết lại cái phần nội dung ngày hôm nay. Tòa nhà cần bán, công viên D9 và đường D9 song song với nhau. Ngang 20,5, dài 50. Diện tích trên sổ là 996 m2, sổ riêng, thổ cư. Và cái công trình tòa nhà là gồm một tầng hầm và 5 tầng lầu này có hoàn công trên sổ. Nằm tại địa chỉ là đường Lưu Chí Hiếu, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Trước đây là họ sẽ làm cái nhà hàng tiệc cưới, mà hiện nay là do không có người quản lý, cho nên cần chuyển nhượng lại tòa nhà như thế này. Một tầng hầm, 5 tầng lầu, trạm điện 3 pha là 320 kVA, 3 thang máy, một thang máy dành cho khách, một thang dành cho nội bộ và một thang máy dành để vận chuyển thức ăn. Toàn bộ cái này là phù hợp để mở nhà hàng hoặc là khách sạn. Hôm nay là chính chủ cần bán với giá là 160 tỷ. Hiện tại là chủ đang vay cái tòa nhà này là chính đã vay là 90 tỷ rồi. Thì hôm nay là hiện tại là tài chính cũng khó khăn, cho nên là anh chủ cần chuyển nhượng lại tòa nhà đẹp như thế này với giá là 160 tỷ cho tòa nhà này ha. Trước là view công viên, đường là Lưu Chí Hiếu, đường này còn mở rộng nha cả nhà, đường này mở rộng ra 20,5, dài 50, sổ riêng, thổ cư, đất ở tại đô thị rất là đẹp như thế này. Mình mua rồi là mình vào mà là kinh doanh ngay luôn ha. Đây là lần đầu tiên em Mai review bất động sản ở Hồ Chí Minh, không tránh khỏi sơ sót. Mong là cô chú anh chị Hồ Chí Minh nếu có cái gì cần góp ý có thể bình luận cho em Mai để em Mai học hỏi thêm. 160 tỷ cho tòa nhà ở mặt tiền đường Lưu Chí Hiếu như thế này. 160 tỷ ha cả nhà ha. Em Mai xin cảm ơn và chào tạm biệt cả nhà.